Chỉ nhờ các ngài mà hội thánh bắt đầu đón nhận đức tin và trung thành với việc tuân giữ giáo huấn của Chúa Giêsu. Hai thánh Phêrô và Phaolô, hai chứng nhân sống động của Chúa Giêsu với hai kinh nghiệm thấm thía của những tâm hồn cúi sâu vào cuộc thống hối, chứa chan cảm kích vì đã được thương xót. Nhờ đó các ngài liên kết trong một lòng tin sâu xa, một lòng mến nhiệt thành với Chúa Kitô và đã đổ máu mình để minh chứng cho tình yêu cứu độ. Chúng ta mừng lễ hai thánh Phêrô Phaolô, phải chăng cũng là một lời mời gọi nhắc nhở cho chúng ta sứ vụ truyền giáo của người Kitô hữu và của mỗi người chúng ta, là chúng ta tiếp nối sứ vụ loan báo tin mừng của các tông đồ. Ngày hôm nay tôi xin mừng lễ anh em ở trong ban tiếp viên và cầu viên, rồi cái ban lập chung của giáo xứ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, cho mỗi người trong anh em cũng trở thành những tông đồ nhiệt thành noi gương hai vị thánh mà mình cho làm bổn mạng để làm chứng nhân cho Chúa. Trong thánh lễ này chúng ta cùng cầu nguyện đặc biệt cho đức cha Phêrô, cho cha tổng đại diện và rất là nhiều cha, nhiều thầy ở học giáo phận, và chắc chắn rằng trong nhà thờ này cũng có rất là nhiều người lấy thánh Phêrô và Phaolô làm bổn mạng. Chúng ta hiệp thông để cầu nguyện cho nhau. Với tâm tình đó, giờ đây chúng ta xin Chúa thương tha thứ những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày tại đây kinh hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính nhờ các ngài, hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin. Xin cho hội thánh cùng luôn trung thành tuân giữ lời các ngài dẫn dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến truy cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bây giờ tôi biết thật sự là Chúa đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Herode. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 12 câu 1 đến hết câu 11. Thời ấy, vua Herode ra tay ngược đãi một số người trong hội thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê là anh ông Gioan. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do Thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phêrô nữa. Bây giờ đang là tuần lễ bánh không men, bắt được rồi, nhà vua truyền thống tống ngục và giao cho bốn tốt lính canh gác, mỗi tốt gồm bốn người, định sau lễ vượt qua sẽ điều ông ra cho dân chúng. Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Trong đêm trước ngày bị vua Herode đem ra xử, ông Phêrô ngủ giữa hai người lính và bị khóa vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh. Bóng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông và ánh sáng chói rực cả phòng giam.
Thiên sứ đọc vào cạnh sườn ông Phêrô, đánh thức ông và bảo: đứng dậy mau đi. Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông. Thiên sứ nói tiếp: thắt lưng lại và xỏ dép vào. Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông: khoác áo choàng vào và đi theo tôi. Ông liền theo ra mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy một thị kiến. Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi hết một đường phố thì bỗng thiên sứ bỏ ông mà đi. Lúc ấy ông Phêrô mới hoàn hồn và nói: bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của người đến, và người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê và khỏi mọi điều dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu. Đó là lời Chúa. Và tất cả các dân ngoài được nghe biết tin mừng.
và tôi đã thoát khỏi năm quốc sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Chúc tụng người vinh hiển đến muôn của muôn đời. Đó là lời Chúa. Phi-líp-pê, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giê-xu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phê-rô thưa: thưa thầy, thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phê-rô, nghĩa là đá tảng. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Người ta bảo con người là ai? Và rồi còn anh em bảo thầy là ai? Phê-rô có lẽ là người mong miệng đã tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa cộng đoàn, khi mà suy niệm về hai vị thánh cột trụ của giáo hội, hai vị thánh cả ở trong giáo hội, nếu nhìn từ khía cạnh của con người thì người ta vẫn thấy có một cái gì đó như là một nghịch lý và hết sức ngạc nhiên. Một Phê-rô chối Chúa ba lần, một Phao-lô bắt bớ giáo hội của Chúa. Thế nhưng Phê-rô trở thành người tông đồ trưởng và làm đầu hội thánh hoàn vũ, còn Phao-lô trở nên vị tông đồ dân ngoại hết sức đặc biệt và nhiệt thành. Cái trớ trêu của con người, của thế gian vẫn là điều gì? Con người cho là khôn ngoan, Thiên Chúa lại cho là khờ dại. Và cái gì được con người gán ghép cho là khờ dại thì lại trở nên khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Bài học ấy xem ra đúng ở đây đối với trường hợp của hai người cột trụ, hai sao sáng của giáo hội, đó là ông Phê-rô và Phao-lô mà chúng ta mừng kinh hôm nay. Hai con người, hai cuộc đời. Đọc tin mừng của Chúa Giê-xu, có lẽ chúng ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Có những câu chuyện, những dù ngôn, những ví dụ làm cho chúng ta cảm động đến rơi lời. Lại có những trường hợp làm cho ta dở méo, dở khóc, dở cười. Chúa dạy ta
những bài học hết sức thực tế xảy ra chung quanh cuộc đời của ta. Chẳng hạn Phêrô ngày hôm nay mà chúng ta mặc kính, một tông đồ đã đi theo Chúa từ những giây phút đầu khi Chúa bắt đầu sứ vụ công khai. Tin mừng Matthew viết: người đang đi dọc theo biển hồ thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh của ông là Andre đang quăng chài xuống biển. Vì các ông là nghề đánh cá, người bảo các ông: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cả. Thánh Phaolô, mãi sau khi Chúa Giêsu phục sinh, ông mới được, khi ông đang hăm hở hăng say bắt bớ các môn đệ, các tín hữu của Chúa, rồi ông bị Chúa đánh ngã ngựa và mù loà trên đường đi Damas. Thánh Phêrô đã chấp nhận sự yếu đuối của mình, chối Chúa 3 lần, nhưng Phêrô đã hiểu được ánh mắt nhân hiền của Chúa, đã hiểu được lòng thương xót vô bờ của chính Thầy mình. Phêrô đã khóc lóc, ăn năn, sám hối, quay về với Chúa, Chúa tha thứ và vẫn tin tưởng, yêu thương ông, đã Phêrô làm đầu giáo hội của Chúa. Phaolô khi ngã ngựa té nhào, khi cảm thấy thân phận yếu đuối, đôi mắt mù lòa, đã thưa với Chúa là: Ngài, Ngài là ai? Chúa đã chọn Phaolô làm tông đồ cho dân ngoài như lời Chúa phán với Canania: người ấy là lời khí ta chọn để mang danh ta đến mặt các dân ngoài, các vua chúa và các con cái nhà Israel. Phêrô và Phaolô, hai con người khác biệt nhau, hai tính khí khác nhau, hai trình độ, hai nền giáo dục đào tạo của hai gia đình khác nhau. Phêrô xuất thân trong giới lao động, làm nghề chài lưới biển, còn Phaolô xuất thân từ một gia đình giàu có, thượng lưu, có học thức. Tuy nhiên, cả hai đã bị tình yêu hoàn toàn dành cho Chúa, cho giáo hội, cho tha nhân. Do đó, họ quên đi mọi bất đồng để tất cả dâng hiến cuộc đời cho Chúa, cho hội thánh và cho tha nhân. Phêrô, Phaolô, hai cột trụ vững bền của hội thánh. Đi theo Chúa Giêsu, được Chúa tin tưởng, yêu thương, cất nhắc làm đầu giáo hội hoàn vũ, Phêrô đã hết lòng chăm dắt chiên con, chiên mẹ của hội thánh. Phêrô là kê pha, tức là lá tràng Chúa dùng xây dựng giáo hội của Chúa ở trần gian, như ngày hôm nay bài tin mừng Chúa nói: với bao nhiêu sóng gió, con thuyền của giáo hội vẫn đến bến bình an. Phêrô vẫn vững tay chèo, vững tay lái. Phaolô trở lại đạo, kiên vững lòng tin, hằng say loan báo tin mừng Đức Thiên Chúa. Hai thánh Phêrô và Phaolô đã luôn bổ túc cho nhau để làm cho hội thánh sống động. Nhờ lời dạy cao giảng của hai ngài, các ngài đã trở nên nền tảng vững chắc của hội thánh sơ khai. Với công đức lớn lao, với tấm gương đức tin sâu sắc, hai thánh Phêrô và Phaolô đã dạy cho nhiều người sống đức tin và nhận ra Đức Kitô là cứu Chúa của họ. Và cả hai đã được vinh dự chết từ đạo tại Roma, thánh Phêrô vào năm 64 và thánh Phaolô vào năm 67. Cuộc đời của hai vị thánh rất đơn sơ, nhưng đầy cái sự nhiệt thành và lòng tin thác. Mỗi khi đã bước theo Chúa thì bước một cách trọn vẹn. Hôm nay chúng ta cùng mừng mầu nhiệm giáo hội được xây trên nền móng của Ngài, của các ngài. Chúng ta cầu xin các ngài cầu mừng, cầu bầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa, để chúng ta luôn vững tin nhờ lời giảng dạy của các ngài và nhờ lời gương sáng của các ngài để lại, hầu chúng ta luôn sống trong tình hiệp nhất, yêu thương và bác ái như Chúa Giêsu đã cầu xin. Xin cho mọi người hiệp nhất như một. Phật đoàn thân mến, ngày hôm nay bổn mạng
của các anh em trong ban chức viện, các câu biên, ban lâm chung. Chúng ta cũng xin hai thánh Phêrô và Phaolô cầu bầu cho những người đang công tác ở trong giáo xứ trở thành những môn đệ, trở thành những tông đồ đầy nhiệt huyết, dám dấn thân, dám bảo vệ cho công bình, cho bác ái, cho sự thật, làm chứng cho Chúa ở dưới thần gian. Đó phải chăng là cách mà chúng ta mừng kính thánh bổn mạng của mình? Xin thánh Phaolô và Phêrô và Phaolô cầu bầu cho chúng ta cùng biết nghe theo tiếng gọi của Chúa, hãy theo Thầy, sẵn sàng đứng dậy khi chúng ta ngã ngựa, sẵn sàng đứng dậy khi chúng ta lầm lỗi thiếu sót, để rồi bước theo Chúa, bước theo một cách trọn vẹn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta và cho chúng ta cùng biết noi gương hai vị thánh, trở thành những tông đồ nhiệt thành, làm chứng và loan báo tin mừng của Chúa. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã chọn thánh Phêrô và thánh Phaolô làm nền tảng để xây dựng và phát triển hội thánh. Cùng với hai thánh tông đồ, chúng ta cảm tạ Chúa Giêsu đã thương chọn chúng ta gia nhập vào hội thánh của Người và thiết tha dâng lời khẩn nguyện. Chúa nói với Phêrô: Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các vị trụ chân trong gia trong hội thánh có được một đức tin vững mạnh và lòng mến sắc son như thánh Phêrô, để tận tình phục vụ cũng như hướng dẫn hội thánh theo đường lối Chúa. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa chúng ta cầu nguyện cho hội đồng mục vụ giáo xứ và những ai mừng lễ quan thầy hôm nay đầy lòng yêu mến Chúa như thánh Phêrô, để trung thành sống đức tin, hăng say hoạt động tông đồ giáo dân, hầu phục vụ đắc lực cho Chúa và giáo hội. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Chúa hỏi Phaolô: Tại sao ngươi bắt bớ ta? Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa tin, không tin vào Chúa Kitô, hoặc đã mất đức tin, được ánh sáng Chúa chiếu soi để nhận biết Thiên Chúa mà trở về với Ngài, hầu nhiệt tâm sống đạo và dấn thân phục vụ tin mừng. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nói: Thầy trao cho con chìa khóa nước trời. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết giúp nhau hiểu biết và sống lời Chúa, luôn tuân theo giáo huấn của hội thánh để cùng được hưởng hạnh phúc nước trời. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xây dựng hội thánh trên nền tảng là các tông đồ. Xin cho chúng con biết yêu mến và hiệp thông với hội thánh hôm nay, hầu được đón nhận vào hội thánh khải hoàn mai sau. Chúa hằng sống và hiến truyền muôn đời. Từ quần áo tông nhân trời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Cha đã dùng bí tích thánh thế bồi dưỡng chúng con, xin dạy cho con sống trong giáo hội như các Kitô hữu đầu tiên, là chuyên cần tìm hiểu giáo lý các tông đồ và siêng năng tham dự lễ bề bánh, để chúng con yêu mến Chúa hết lòng và nhờ đó được đồng tâm nhất trí với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời sống chúng anh chị em đi